Xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì Thắng tiếp tục đi vào nhà em của để cho em cái chăn với cả chiếu chứ thứ. Hôm trước thì nhìn sợ quá, các bạn vào nhìn thấy em mới ở một cái cuộc sống nó đang bị ghẻ, cả nhà bị ghẻ, bố mẹ cũng bị ghẻ, nói chung là ghẻ hết, con cái mới đẻ ra cũng bị ghẻ. Thế nên là hôm nay Thắng sẽ vào trao bỏ hết những mấy cái ấy kia đi. Rồi là cho em cái thuốc để bôi, gia đình em để bôi thuốc vào. Đó. Bây giờ các bác sẽ cùng Thắng từ thị trấn Mèo Vạc vào trong đấy nhá. Đây là thị trấn Mèo Vạc buổi sáng sớm. Đẹp không? Đó. Nơi mà trước là Thắng cứ mê mẩn với những cái phong cảnh ở đây. Cứ hôm nào trời mưa hay là có mây là Thắng đều lên những cái địa điểm này Thắng ngắm ấy. Giữa mùa hè mà cứ như kiểu là mùa đông nữa các bác ạ. Lạnh dã man luôn, áo trên áo dưới các kiểu, mù mịt luôn, lạnh quá các bạn ạ. Thắng lên từ hôm đến giờ vẫn cứ diễn một cái áo. Nhiều bác xem video của mấy anh Long với cả ông Linh này với bạn lại bảo là ông Thắng thì cả tuần mặc cái áo dạo ghẻ nơi rồi. Sợ lây ghẻ rồi xuống để mang thuốc xuống chưa nhỉ? Cầm thuốc chưa? Ủa, trơn lắm đi cái giày này. Hỏng ăn đấy. Đã, trơn lắm. Bây giờ mang xuống để chỗ nhà của này để bảo em mới dọn bớt đồ đi. Bỏ màn, bỏ miếc đi. Màn có chưa? Màn cứ mua nữa, hôm sau mình mua sau chưa? Ôi. Mùa này đang lạnh nên là muối không có mấy. Người ta phải bỏ cái màn nhìn đen đen đi chứ. Cứ vào đây là mình ngứa là sao? Hả? Đeo khẩu trang với cả mấy anh em đeo găng tay thứ vào. Này ghẻ là phải ấy đấy, không lây ấy. Bỏ mấy chăn ra, bỏ hết rũ mấy chiếu cái đi. Gà đấy, gà nhốt trong nhà đấy, đấy. Đấy cơ mà. Đấy, cửa gà đây phải không? Cho gà ra phải không? Đấy. Ồ, gà. Đấy, gãi rồi, ngứa rồi. Đấy. Sợ chưa? Đấy, đuổi gà ra đi, đuổi gà ra khỏi nhà đi. Đuổi hết gà ra đi. Đấy, cửa chuồng gà đấy. Nhà là cửa chuồng gà. Ngay dưới bàn thờ thôi. Dù. Từ từ bây giờ này, bảo này. Đây là những cái này này, bỏ hết đi, quấn sáo bỏ đi. Những cái này này. Đây này. Nhấc cái này ra xem nào. Cái gì đây? Đây, anh Thắng mua hết chăn vào đây rồi. Thuốc thiếc bôi đi. Đeo găng tay vào. Đâu rồi anh Long vào đây. Úi dồi ôi, gà cũng hụt quế. Đấy, ai cũng gãi, ai cũng ngứa. Này. Ôi, ngứa rồi. Vào đây là ngứa này nào nhỉ? Hả? Hay có ghẻ thật nhỉ? Ghẻ thật mà. Hả? Đây có lây ác không? Hả? Này, ổ ghẻ. Này còn phải phun thuốc ấy. Họ cái là ghẻ nó bay ra. Ừ.
Hôm qua mình lại sờ cái khăn khía kia. Đấy, khăn mặt khăn khía quên lại. Đấy. Nói mình khăn vào. Đủ thứ. Này phải vào mấy hôm. Sao? Kia kìa, cái chăn đen thui thui à, bỏ hết đi, chiếu trước kìa. Xong rồi giải cái chiếu mới thứ lên. Đóng hết vào cái bao tải xong quảng sang một bên. Mấy cả bây giờ làm nào phải cho gà ra nuôi ở ngoài đi. Đừng có nhốt ở trong đây nữa. Đây này. Đây là hẳn cái bu gà to đoành nhốt ở chỗ này. Đây là chân chỗ ông chồng đứng này, của đứng này. Hả? Quét hết xong là cho hết vào bếp đốt hết đi. Đây xong rồi bảo là làm cái chuồng gà ngoài đi này. Mà giờ nó chẳng có cái cây que gì chứ ở đây. Đây này. Chỗ này đầu giường. Nhà không còn mảnh đất nào nữa. Chỗ nào còn chỗ nào đất nữa không? Kinh quá cái nhà. Nhà này được hơn nhà thằng Lùng là có cột. Đấy. Cột to. Và lập được cái hai phờ lô. Nhà Lùng thì kém hơn. Cuộc sống thì khổ như nhau. À, nhà này thì được cái là vẫn nằm được trên giường. Lùng thì nằm dưới đất. Đấy, đúc hết vào. Thay hết đi. Ồ. Kìa kìa, cái bà đứng ngoài kia, bà hàng xóm cũng gãi kìa. Hình như quanh đây bị hết à. Đây, đấy, 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 gãi kìa. Ờ. Ngứa thế cơ mà. Kìa đấy. Khâu rồi bà. Hãy mà khâu rồi. Hãy xin khâu khâu rồi. Sao? Phải không? Bà bảo không phải nhưng khi thấy cái gái. Không phải, cứ gái thế là đúng rồi. Đúng rồi, không biết đâu. Đấy, vẫn gái. Vẫn gái đúng không? Đấy. Đội này nuôi gà ở dưới trong nhà này. Thôi cứ đứng dọc cửa này tí. Hai ông cứ làm việc đi. Nào, giao găng tay vào. Cái đeo nổi mưa ấy, ướt này. Ướt quá. Bôi thuốc hôm qua bác sĩ đã hướng dẫn chưa? Rồi, cứ bôi thẳng vào được không? À. Nếu mà không đỡ là phải đi ra viện đấy. Không đỡ là phải đi ra viện đúng không? À, liệu cái đứa bé tí kìa, lo cái đứa mấy tháng kìa. Đứa đấy kêu phải đi Hà Nội. Vì... Chứ cháu bị bôi cái này tầm khoảng 2-3 ngày là nó xuống rồi. Ừ. Bôi 2-3 ngày là không thấy ngứa nữa à? Đấy, ông chồng cũng cứ gãi là người. Lấy cái bánh cho đứa con ăn. Lấy cái hộp bánh cho con ăn chứ. Xé ra. Bảo hàng xóm bị mấy hôm là khỏi hết à? Còn nhà mình mãi chưa khỏi à? Bảo là sao mỗi nhà mình bị ra hàng xóm chả thấy bị. À. Nhà mình nhà bẩn quá. Gà ở chung nữa. Cái ra vệ sinh hết. Sao chó thường nó thấy ngứa nhỉ? Mày chạy vào đâu chưa? Chưa. Đội này là phải nhà cửa nó phải sạch sẽ cơ, nó phải kín đáo hết mọi người. Không cho gà cho rước vào nữa, bây giờ gà cứ nhốt này. Đây, Linh hỏi xung quanh cái này đất đằng sau này có phải của mình không? Cái chỗ này này. Phải. Ờ, chỗ đấy để quay thả gà đấy được không? À, để nhốt chuồng gà thế sao không nhốt đấy, cứ nhốt trong nhà.
Hay là như này là gà nó cứ chui được vào thoải mái. Nó cứ chui vào đây à? Nhưng bảo nó úp sao nó vẫn úp kìa, úp kia nó không có mái lợp đúng không? Chuồng gà ngoài không có mái lợp đúng không? Đâu? Có một cái mái che ở của cái mái nhà này thôi. Ôi dồi ôi. Đấy thì bình thường nhốt gà ngoài này thì tối nào cứ chui vào đây à? Đúng rồi. Quá trời đọc chứ gì, quá trời để cho ối con đầu cánh cho cánh đầu thôi hả? Cái của định làm ngoài nhưng mà không có tiền làm. Không có mái tre, mái trước gì? Quá trời đọc chứ gì, quá trời để ối con đầu cánh con đầu. Nhà, còn bây giờ nhà phải kín đã, bưng được đã. Ủa, cũng Thắng là đang cố gắng là giúp nhà này với nhà Lùng nhé các bác nhé. Các bác theo dõi video để biết bác ủng hộ tiền để Thắng về, Thắng còn giúp hai hộ này. Nếu đủ tiền Thắng lại tiếp tục xin tiếp lên đây 1-2 tuần trời để Thắng ở đây tiếp. Các cấp lãnh đạo cơ quan đã vừa rồi hôm nọ Thắng gọi điện báo cáo tình hình như là lên gặp hai hộ khó khăn quá là Thắng ở lại luôn 1 tuần. Ở 1 tuần thì để các bác biết được là Thắng cố gắng để giúp được hai cái hộ này. Đấy. Nếu khi ấy là sẽ giúp hai hộ để cho có nhà cũng được. Từ từ bây giờ dập hết cái này xuống, dập quét hết cái bụi có chổi không? Quét hết ở trong bụi gầm giường gầm giếc ra. Ờ nhá, có chổi bên dưới đấy. Chết tàn nên mua cho khẩu ăn uống ăn vốn rồi chuẩn bị. Ôi. Nhà bị dột à? Dột xuống giường à? Không là lo lo. Hả? Ướt ướt đấy, hay là đái ra giường ấy? Là mình nhục ạ. À thì chắc là em bé có chổi không? Chổi đâu? Chổi đâu? Ui dồi ôi, tôi đưa cái chổi xem nào. Nhà nghèo nhìn xem cái chổi này. Ui dồi ôi, chổi này quét gì nữa? Chổi ấy. Chổi ấy không có chổi ấy. Riêng cái máy băm rau này ở trong nhà thì còn gì nữa. Đấy, cho mình nhổ rồi nha, bụi nha. Ô, gà này. Ô, đấy gà cứ phân gà phân giếc đây. Bà đi mượn cái chổi đi xem nhà nào có cái chổi chít chổi giếc nào. Cơ, đâu mang đây nào. Ui dồi, chổi này. Chổi này cũng chẳng khá hơn là bao. Mang vào, mang vào, mang vào. Đấy, quét hết đi. Quét sạch hết đi. Anh Long ơi, ở bên cái ấy kìa. Dọn hết vào, cuốn hết cho bao nữa đi. Cái giường bên kia kìa. À, anh ơi. Anh Long, anh lấy cái chổi kia anh cầm anh ấy kìa, để cho họ gập chiếu gập chăn ra. Lấy cái chổi to trên đấy. Giỡn hết gai ốc rồi. Có mình có hết mà, em mua đủ hết chăn rồi mà, chiếu rồi mà. Gối các thứ 4 gối mà. Đủ. Không bỏ đi. Ý là muốn làm mang đi cất chỗ khác để nắng nắng là lúc nào khỏi bệnh lại giật chứ. Nói chung là tất cả những cái của bà con là đa phần là để hết lên giường. Chú Long để cháu với chú là nhấc cái giường này ra góc bên kia rồi mình quét. Chú này là một ổ ghẻ đấy. Nhấc ra, nhấc cái giường ra. Đúng rồi. Đó. Đốt giường á? À? Có cái bó đuốc này. Làm một cái bó nòm này, hơ hơ qua phát thôi cho nó chết hết con mạt con miếc đi nó. Mạt đấy. Con ở con gà ấy.
Mình tối ngủ có một con nó rúc vào người nó đã khó chịu ở đây cả đàn cả nhất nữa. Đấy toàn gà ngủ trong đấy. Bảo tối nay không cho gà vào đây nữa, nhốt gà nó ngoài cái kìa. Rào rào cái ấy nhà này vào, rào cái tường nhà này vào. Chả biết là nói cái từ này nó như nào. Tường rào à? Tường rào nhà thế là như nào? Nói là tường rào nhà, rào kín bảo vào là tối rào kín không cho một con gà nào chui vào nhà được nữa xem nào. Ừ. Ở này bẩn quá. Đấy, gà ngủ ấy. Phân gà, phân giết các kiểu à. Ê, bảo ông chồng đi mượn thêm một cái chổi nữa, chổi này không quét được đâu. Chổi anh Long kia quét cái gì? Chổi. Xem còn cái chổi nào ông hỏi. Đi mượn đi nào. Xung quanh không có ai có chổi nữa, mượn chổi về. Bảo xong là tí nữa lấy một bó cái cây ngô về, đốt cái nòm lên. Hơ hết lửa đi cho nó cháy chết hết đi. Quên lấy vôi cũng được. Mà kéo lại phải tiếp tục vào nhà này nữa. Không quét có đi đâu. Cọc cạo cũng được, cũng được. À đấy kia, lấy cái chổi kia anh Long. Đấy. Kia, lấy chổi kia. Chổi nó quét mòn nhanh là nó quét xuống cái nền đất, đúng không? Nền đất xong là nó ướt này nữa. Nó gãy nhanh lắm, hỏng nhanh, cùn nhanh. Kia của mình gạch hoa, gạch nước xong là quét nó nhẹ nhàng. Trẻ con cứ ngồi ngã gãi rồi gãi cứ các kiểu ấy. Cái đứa nó chưa biết gì kìa, chưa biết nói, chưa biết rằng gì kìa. Đứa 5 tháng kìa, đầu điếc rồi, loét hết ra rồi. Có tắm rửa gì đâu. Không tắm thì... Đừng có nhấc viên đá ra để nhớ viên đá, tí nó còn đặt cái giường lên. Này chủ nhà, tối không cho gà vào đây nhá, không cho tù cay vào đây nhá. À. Tù cay trong ngoài hết. Nên nên mà nếu nó bỏ thì nhốt đi, giờ mốt cả đầu mới sợ. Mẹ, ao khá cho nó ngủ thôi. Nãy giờ mẹ dạo tôi đi nhá, không bụi bụi. Sao một nhéo đây toàn. Đây này, nhấc nhấc cái ghế này ra, nốt chỗ này đi. Ai lộc phụ tôn đi ô? Ai lộc phụ tôn đi ô? Đấy, rồi tôi đi ra. Đấy. Đấy, ra cái chỗ quét rồi ấy, ngồi cho nó sạch. Đội này là dạng như kiểu là sinh ra thôi, phó mặc cho nó thiên nhiên đào thải ấy. Cuộc sống nó không có một cái ý thức về văn hóa, về đời sống, về nói chung là quá là tạm bợ, không có một cái ý thức gì trong một cái lối sống văn hóa mới, đời sống tinh thần sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. Nó từ cái nghèo ra hết, từ cái không được học ra hết, không đi học, không biết chữ, không có tiền. Đấy, mới bảo làm cái chuồng gà cũng không có tiền đâu các bạn. Nói em bây giờ là không phải mua polo mà huyết, rồi là phải có nhờ được người, hay là phải đi lấy cây. Cây đây là còn không có. Còn nhìn qua cái đây là toàn là làm bằng cái cây cỏ già đấy, cỏ voi già.
Này, cái này đầu tiên là phải có xi măng cát sỏi về xây cho nó bưng kín, sửa lại hết nhà đi. Đấy, bưng kín lại, đổ nền bê tông, xây chuồng gà ra ngoài, cho bếp ra ngoài. Đấy. Thì đấy thì phải có cái, nó là bếp ấy, lúc đấy là làm cái bếp ấy, thì nó phải cho ra cái đấy. Đây là tất cả nhà cửa này, đây là 5 trong 1 luôn. Đấy, bếp trong nhà này, cắt cỏ trong nhà này, chuồng gà trong nhà này, xay ngô trong nhà này. Nói chung là 10 trong 1 nữa. Còn đâu, tất cả cái nói chung cái gì cũng trong nhà. Để tay mới là chân loét hết này. Em nhìn xót xa rồi, không biết là làm như thế nào bây giờ. Bọn này nó là như này, em nói anh này. Đi đẻ xong ấy, đa phần là đi về luôn. Xong là không chịu ra để khai báo, làm giấy khai sinh, giấy trước gì cả. Đến lúc như kiểu cái đứa lớn lớn cái 2 tuổi cái chưa có. Sau đi học là toàn thầy cô giáo làm, phải làm cho mới ở trưởng thôn làm cho thôi. Khai sinh, khai trước. Thế mà ai không? Ai sao? Bây giờ tay của sếp Phạch ấy, sếp mở trong cái túi của Long có một cuốn sổ ghi chép dài dài to này. Làm gì? Xé là đúng. Có một cái giấy thôi, còn làm gì có bố đốt nữa. Đâu cái túi của anh đâu? Túi ngoài kia ở cục đá. Không bảo là có cây ngô khô ấy, lấy cây ngô khô ăn được. Có bó cây ngô khô hỏi nào. Hơ qua phát nó cháy hết con mạt đi. Cho mà tóc cực khô là như thế nào. Ừ. Bà lấy cho một bó xong để về đây để đốt trong khua hết đi cho nó cháy hết con mạt đi. Con giận đi. Má bên này sạch rồi phải không? Đấy, cạo hết đi. Ui dồi ôi, bao nhiêu phân gà chưa? Thấy chưa? Rồi, ở bẩn không? Rồi. Đây, nhìn cái ván nhà, cái ván thì ngủ đây, giường đây. Bụi biếc các kiểu đây. Này, đây, còn quét đi rồi đây. Ở này, có ghê gớm không? Này là cái vách nhà, không ấy được, cái gà nó cứ vào nhà. Rào kiểu gì, đây là gà to không vào, cái gà nhỏ nó lách được vào hết. Những con nhỏ nhỏ này, nhìn này. Đó. Đây này, vào hết nhà. Đúng, quét nhà ra rác. Vẫn hát yêu đời nhé. Đấy. Đang hát à? Vợ vẫn đang hát yêu đời. Hôm nay vui đấy nhỉ? Hôm nay có các anh đến vui. Đấy, đang hát. Cảm xúc như kiểu là mất cảm xúc ấy. Cái này nước rửa rau à? Vâng. Thế còn sao không đổ đi nữa? Sao bây giờ vẫn còn để làm gì? Hỏi thế nào? Hả? Hỏi làm gì? Cho lợn uống. À. Nhà không quét, cứ vào xóm quét nhà này. Bà vợ kia đoán khả năng mấy tháng này chưa tắm. Hơ dưới lên anh ơi. Đấy. Cho cháy hết đi, cứ ấy đi, xém cho cháy hết đi. Này phải láng bê tông mới tiếp.
xây vào mấy nghìn gạch xây vào, xây bếp ra, ở sạch như cái nhà bên kia kìa, nhìn họ ở đấy, này không học được tí nào nhỉ? Nhà trưởng thôn họ ở sạch thế cơ mà, trưởng thôn bí thư. Ghẻ giờ đang chạy loạn hết rồi lên đấy. Thế bảo là Linh, Linh này thử hỏi bà vợ xem bảo buổi tối ngủ có ngứa không? Buổi tối là ngứa. Buổi tối là ngứa. Vâng, trước cháu bị là buổi tối cũng ngứa. Thế à? Ừ. Tối là cứ gãi sột soạt, sột soạt. Vâng, càng gãi càng sướng. Càng gãi càng sướng à? Vâng, dù. Chảy máu mới sướng. Gãi phải chảy máu ra mới sướng. Dù. Ai? Thiên chẳng ấy, đúng không? Thiên chẳng ấy, đúng không? Hơ đi anh. Hôm nay kiểu gì nó phải bảo nó tắm cho con, nấu nước tắm cho con đấy. Tí nó đun, bảo đun lá đào lên. Trời, bây giờ trời trời đang ấy rồi, trời trời đang mưa phùn như này không tắm, nhưng mà đun cái lá đào lên. Xong là tắm cho nó. Lấy lá đào này, đây nhiều lá đào lắm. Đun lá đào lên xong là tắm cho con nhá. Nước ấm đun lá đào xong để ấm pha nước ra. Tắm vào cho nó. Tí Linh phải nói nhá Linh nhá. Xong là mai lại vào. Vâng. Đó là đun nước lá đào xong là tắm, tất cả dùng hết tất các kiểu. Đông Tây kết hợp. Đây là cúng rất nhiều đấy. Cúng. Lá đào ấy. Đun nóng lên xong là pha thêm nước. Ừ. Ừ. Tắm đi cả vợ, bảo vợ ấy, bảo vợ tắm đi. Tắm sót quá không à? Bọn trẻ con này là nó da nó mỏng, người lớn da nó dày, bố mẹ nó còn đỡ. Này Linh bóc cho cái bánh nhá, nó thà thì ăn. Được trẻ con cái ăn chưa? Nhỏ nhỏ cái ăn chưa? Mẹ này chẳng biết cái gì cả. Thế mà học lớp 3 đấy. Học lớp 3. Lại giống thằng Hớ A Hinh mà đang học lớp 3 về thi tốt nghiệp lớp 5. Đội này là nó có tuổi rồi, ngày xưa rồi. Chín mấy rồi. Chồng là 89 nhỉ? Chồng là sinh năm 89, vợ là hỏi sinh năm bao nhiêu? Hỏi xem nào. 88 à? Vợ vợ 88. Bằng tuổi vợ mình. Ủa, bằng tuổi vợ mình còn chắc chắn là không được đi học ở trong xóm như này.
Học lớp 3 là tốt rồi. Như thế không được đâu, phải để một lúc, cứ để chậm chậm mà. À, cứ chậm chậm đi, cho nó phải cháy xém cái... Nhìn quả dương này huyền thoại nhỉ. Quả dương này cũng ác chiến đấy chứ. Nó tự làm đấy chứ. Tự làm cái này, buộc lại mấy cây đục vào. Trong bán hết là nằm tạm. Đấy, mấy ông gà cứ bay vào đây này. Gà này mới khó. Trong nhà nó ấm có đồ ăn đi đâu đấy, trong nhà nó ấm xong là có đồ ăn là cái cối này. Đấy. Cái nguyên nhân này. Nó gà què ăn quẩn cối xay mà. Đúng không? Cối này là đây là gà cứ bương bương vào đây này, đây gà này. Đấy, đấy, đấy. Ơ bọn này gà buộc hết chân vào nhau là như nào nhỉ? Giờ mới để ý này. Đây này. Nó đi xa đấy. À, không chạy được xa à? Đây giờ mới hẳn nào. Con vàng cũng bị buộc chân nhỉ? Đấy. Sáng kiến hết đấy nhỉ? Sao? Vợ chồng nhà sáng kiến hết đấy. Bắt hết gà và buộc hết chân vào. Quanh quẩn ống nhà đi xa. Như đốt vía. Rồi. Kinh nhật. Được rồi, bây giờ giải chiếu ra xem nào. Rồi cái này nó phải lót thêm cái gì nữa. Có rát riêng thì đâu rát này. Đấy, giờ thết mấy túi bóng ấy thì cái gì không liên quan bỏ hết đi. Đội này có phải đóng giường mét 2 không, đúng không? Đúng, mét 2 đấy. Ừ. Mét 2 còn chật này. Rồi, cho gối đẹp lên xem nào. Em cho vào chui ta. Cảm giác mình bị ngứa nhỉ? Đúng, mai mình lấy màn nữa này. Mua chậu, mua chiếc này. Cái gì nữa nhỉ? Mai sẽ chuyển tiền của cô, của anh Võ Quang Vinh ra mua. Đấy, Thắng sẽ mua là cái tiền đấy là cho gia đình này là của anh Võ Quang Vinh sẽ mua cái chậu cho nhà này này, bát đũa này, chưa có bát đũa này, đúng không? Ừ, bát đũa chậu nồi son các kiểu, dao dựa cũng không còn, không có cái dao còn mòn tịt cái gì đấy, chăn nhá. Gối đâu? Đấy, hai gối để trên kia, đầu giường họ lên kia. Ờ, đấy. Đấy, cái túi này vẫn sử dụng được, cho nên hát thì vẫn... Gập vào. Đấy, giường này, bây giờ giường bên kia. Đấy, để họ dùng vậy. Ừ, đấy là cái túi đấy để đồ vào những cái gì họ để cho nó sạch sẽ, nó có khóa khiếc đấy. Hai, đẹp nhá. Đẹp rồi nhá. Sạch sẽ giữ gìn nhá. Con cái ỉa thứ lau các thứ đi, đừng để nhe nhét nhẹ nhẹt ra đấy, sợ quá. Đâu xem cái giường huyền thoại thì nó sao nào, giải lên xem nào. Ui, giường của các ông không bằng cái lều của người ta trông cá ở dưới xuôi. Nói thật đấy, các bác trông cá ở dưới xuôi nằm vip luôn. Đầu bên nào đấy nhỉ? Đấy, mai à, nhớ này, mai tí nữa gạch đầu dòng ra, khăn mặt này, nồi này, linh này, tí nữa gạch, để tí nữa chiều chú cháu mình ra còn mua này, tí để chú Long chú lấy cái giấy bút, chậu này, mua lấy hai cái chậu nhôm này, khăn mặt này, khăn mặt cho mỗi người một cái này, móc quần áo này, bát này, đũa này. Xô 50 lít để cho họ đựng nước. Ừ, xô rồi. Nhưng mà xô 50 lít mai ai vác đi? Có mỗi ba anh em này, cứ hôm nay còn chở được bằng này còn sắp chết rồi. Mai được. Mai cháu cứ nhờ bạn đồng đi cùng. Đấy. Ừ. Ăn ở sạch sẽ vậy nhá.
Ôi giời, cái gì đâu. Đấy, giờ có chiếu mới, chăn mới. Bây giờ làm nào bảo là gà không vào được nhà nữa. Chỉ gà cách cách xây bưng là... kín rồi thôi. Kín. Đúng không? Rào, rào nó cũng chả rào được. Rào thì vẫn rào bình thường. Thật ra là ông cố tình để cho gà vào chứ. Bây giờ là... bảo vợ ấy, Linh bảo vợ tối không úp gà trong ngày nữa. Chúng chúng đúng rồi, cho tao những đồng vua nhá. Nên cho nó lên khó khó. Xem đất nhà này như nào. Ôi dồi, ra đây vực đá vô luôn đâu nữa. Đi này đi sao. Nó còn ghẻ lỡ cả mồm nữa. Hết đất rồi à? Bên này nữa thôi à? À đây, được. Đây, bảo úp gà, úp viếc ra chỗ này này, với cả bên vườn đá bên này này. Đây này. Đây, chỗ này rộng mà, không úp gà đây nhỉ? Đây, gà nhà hắn đây, chỗ này rộng hẳn đây này. Thả gà đây này. Nhưng mà đây, cái vách này, như này thì gà nó vẫn vào. Chạy sao được. Đây. Đây. Nào bôi thuốc đi, bôi thuốc vào đi. Bôi cả cả nhà đi. Cả nhà bôi thuốc đi. Linh hướng hướng dẫn đi nhá, ngày bôi mấy lần như nào nhá. Hôm qua bác sĩ hướng dẫn rồi. Nói tiếng Mông cho gia đình biết nào vào đây. Cho do vào, ôi dồi ôi, bảo hất do vào, dạy hướng dẫn. Hất do vào, đừng có... Ui. Bảo bôi thuốc vào, bảo đau cũng vậy. Đấy, bôi vào, bôi cả vào con bé nhỏ kìa. Đầu nó bảo cần thiết cắt tóc đi. Cắt hết tóc đi. Nhưng mà bôi một hai hôm mà nó đỡ ngay mà không ngứa nữa. Bôi con bé ở chân nó thì bảo tí nữa bỏ bỏ ra giường này nhá. Bỏ con ra giường cái đứa bé bôi cho nó nhá. Bị nặng hết rồi. Đấy, ngứa chưa? Ôi ôi, giờ nết gai ốc rồi, chỉ sợ quan này. Cái này cũng là cái này cũng là cái này cũng là nặng nhất phải không? Bị nặng nhất à? Vâng. 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 Thế này mà không đưa đi viện nữa. Vâng.
Thế này là phải mình bôi xong là nó mình bán cái giá. Ôi ôi, mình nhìn này, anh giận hết tóc gáy thì mới cả ấy rồi này. Sợ quá, mày cởi áo ra, chú nhìn sợ quá Linh ơi. Ô, con này bị ghẻ nặng quá rồi. Bố mẹ không có tí học nào đấy, nói thế đấy. Không có một cái gì nghèo. Cái đứa bé kia rồi, ồ, chúng mày. Này có giết con không chứ. Ở thế này à. Đi báo bên xã, báo bên bí thư để bí thư báo bên xã ông đưa đi. Ông chú cháu mình đưa đi cùng. Chứ để này như vậy. Từ điện cho anh Đồng phó chủ tịch Phan à. Mà bây giờ tại vì là đưa người... không phải bây giờ đưa người ra khỏi thôn khỏi xã có phải ấy đâu, ông phải gọi báo người ta chứ, chính quyền họ biết được chứ, không bảo mai ông Thắng ông đưa người đâu đấy. Thế có khổ chịu, thà nó không nhìn thấy cảnh này không sao. Đứa này còn bị vấn đề là còi này này. Còi cặp mà mình còi cái gì, nhà có gì ăn đâu, như này. Bây giờ còn trướng rồi này. Bụng to anh. Ăn uống này toàn run. Đây. Bôi cả cho đứa nhỏ nữa đi. Này, bảo ba mẹ bôi thuốc đi, mời hứa này. Vào bôi đi, nhanh. Vào để hướng dẫn bôi thuốc. Ngứa ghẻ tuét tuét roe rồi. Bánh xí là tủ nó bên bên này nhá. Bên nhà bỏ mua đất đây mình gì nhá. Bên tá đang hả? Bên bên cho anh mà mua ấy mình gì đất đây à? Bên của cho thuốc đó của cho ghẻ đơn. Anh đi mà mặc đi. Bên chỉ bên nhà ăn gì tủ nó, chỉ bên nhà ở khẩu linh đây mà. Ừ, sai ốp bên à. Bà bảo không bôi á? Vào bôi đi bà, vào bôi đi, vào bôi đi, bôi thuốc đi. Vâng, say say à, đi giặt quần áo à. Trời này giặt quần áo bao giờ mới khô. Úi dồi. Mù mịt thế này. Chỉ là dòng nó chuyển tổ ghẻ, mình gái thì nó lại di chuyển đi ra tổ khác, nó nhảy sang tổ khác. Anh ơi, em báo câu tí, có cái bạn vào đây nhà thì nó có mấy hoàn cảnh nên nó bị ghẻ, bị ghét, nó lở loét kinh qua mà con nó bây giờ ấy là phải... Rồi, gọi điện cho anh Đồng rồi, anh bảo là ấy xong rồi phối hợp đưa lên trạm luôn, đưa lên trạm đi. Nên trạm y tế để xem bác sĩ ở trên đấy bác ấy cho. Bảo nó xem bây giờ quan trọng là hướng là xe cộ đưa lên như nào. Đứa kia còn run nhiều lắm. Đứa nào? Bụng to đùng, đứa vào bôi thuốc. Đứa này ra viện là đúng. Bây giờ cho lên chậm xá. Vâng ạ. Đứa bé kia nó không thể được, không dám bôi. Tại vì nó vết thương nó bị... Nó lở to rồi. Nó không lại được kinh. Mà trong người cũng nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ lên trạm quan trọng là ấy này. Xe cộ đi như nào này. Đưa người đi kiểu gì? Anh. Nhưng mà thằng ấy nó lại đi ấy rồi, nó đi thu tiền rồi, nó có việc rồi. Trưởng thôn thì nhà có việc, bây giờ điện mãi không thấy có nghe máy. Thế chán thật đấy. Bôi thuốc chưa? Bôi hết cho bé này lớn bôi, cho bé bé thì không thể bôi. Ui dồi, kinh quá. Linh ơi, cháu bôi hết kín thuốc vào chưa? Kín cho đứa bé kia rồi. Bây giờ được rồi, thế bây giờ cứ bôi kín hết vào cho cháu nó như này, anh xem xong à. Nếu mai mình lại còn vào mà, thì để mai bạn bí thư bạn ấy xem như nào, xem hôm nay thấy nó cảm giác nó có đỡ thứ không?
Đấy thì ốp lên đồng chí của Ni nhá. Đấy, bôi giống như cháu tôi này. Đấy, bảo 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 mẹ là chiều lại bôi tiếp. Xong cả hai vợ chồng là cũng bôi hết đi. Nhá. Này, vợ này cũng đùi này, ui. Vợ cũng bị phải không? Ui, cả nhà bị hết rồi. Tổ ghẻ. Tổ ghẻ đúng không? Bà mẹ bôi chưa, cho thuốc chưa? Chưa. Đây để cháu dậy đây, còn một đống này, hôm nay mua một đống. Đâu? Bôi rất nhiều luôn. Tắm bông tắm biếc đây. Mấy cả tắm ấy là mai hôm nay nó mưa này không tắm. Bảo mai lúc nào nó ấy phải lấy lá đào. Ông chồng đi đâu rồi? Đấy, vừa ngãi điện cho đồng chí phó chủ tịch, cái đồng chí bảo đấy rồi. Là bà con những thứ là đưa bà con ra trạm xá. Đấy, trên trạm xá là ghẻ cái thứ này là họ có thuốc. Ra đấy họ ấy cho, họ chữa cho bác sĩ cái. Này chẳng, bọn này nó là trẻ con nhưng mà da nó mỏng, nó chỉ cần con mạt nó cắn vào phát thôi là nó dính ngay mà, nó ngứa be bét. Mình có một con bọ chó hay một con đấy vào cắn cho mấy hôm, một hai tiếng là mấy hôm sau là đỏ chót hết mà. Đấy, bọn này trẻ con nó bị cắn nhiều này, gà nó nuôi trong nhà. Trước cháu bị ghẻ. Đó, gà chết rồi xe. Cháu không đi xuống viện, bác sĩ bảo là không có thuốc gì đâu, chỉ mua thuốc đấy về bôi thôi. Hướng bôi thuốc này là một hôm hai hôm khỏi luôn à? 3-4 hôm phải kiên trì một tuần đấy chứ ạ. Thế bảo vợ nói đi nói lại mình nói phát tiếng mông hộ anh chú phát. Đúng rồi, bánh đi nhá. Sang cái bánh kho ta xuống bánh chọn tu bánh kho nhá. Chọn tu trước khi bánh mà dù anh của ơi. Trước khi buổi tối mình bôi này ấy, mình đi hái lá đào về, hôm mình đun sôi lên. Không ngâm. Không, nói tiếng mông đi. Tưởng lùng gì? Lùng thì con nói được, này con nói được đâu. Khó là xua đi ấy. Chóng đu, sân cơ bánh khó. Chóng đu bánh khó. Bánh chỉ là một hai chú đi tất đăng đi nhá. Sân cơ ta xu chóng đu. Chóng đu cho một bánh. Chóng đu cho bánh mà một đế khó chí đua là nó đói gì. Thấu ở bên xô phư là. Thấu tả mua cháu lúc phía lo ấy. Bố áo tụi mình nhuột đa. Đa tả cháu nhau cái gì tả mua cháu à. Lông chí đua xò thì cho à xò nè. Hát là xò có cho lông chí đua lịa rồi. Thằng ta mà hát ta khô là ta mua bánh chôn ở một tư. Ô bỏ tôi yên đến nào. Chị yên thôi rồi. Chúng ta ô lắm. Yên chào mạng. Rồi, chút chút cho nó nhá. Chứa cần thủ mạng bếp một kệ chọc xá nhá. Căn thủ nhá một kệ. Nên mù nào. Gà tối này không cho vào nhà nữa. Căn thủ xe tải. Bảo cấm chỉ không cho gà vào nhà nữa. Bây giờ làm cách nào mà gà nó không chui được vào nhà nữa nhá. Mai lại đến đấy. Không phải là đến một lần đâu. Chưa về đâu, chủ nhật mới về. Xem chân đùi có ngứa không? Bôi hết đề ngứa chỗ nào bôi vào đi. Nhá. Của bị không? Thế đúng rồi Cường. Của bị đúng không? Bị nhiều không? Bị bắp đùi, bắp mông này giống đúng à. Linh mày phải nói nó nguy hiểm lên. Nói nó quan trọng lên. Bảo là nếu mà nói không. Nói mấy cả bảo nữa mà không làm thì lần sau anh Thắng không bao giờ đến giúp cái gì nữa. Nói thế. Yo bánh tiền, bánh tiền chỉ bánh gọi ra cho nên một khẩu chỉ nên chỉ bánh mà la dòng, la khó, la dòng đi. Tiết tụi là nên yo tôi ba này bây giờ này tôi chết nên nên yo tiền nên chỉ thiết sinh mà chọn không thì chỉ ba này đâu. Cái đầu của cháu bị sao đấy? Cũng thế. Lở bị cắn nó cứ. Đây là đầu tiên là con mạt nó cắn, con mạt nó cắn mà nó toe toét hết ra. Con mạt con gà kìa, con gà nó đừng đùa. Ngày xưa em nuôi gà trọi, em thề với anh nhiều lúc mà bị cái con mạt ở con gà trọi nó bò vào người nó cắn. Đấy. Đau lắm. Ngứa lắm mà bọn này da nó mỏng. Nó chỉ đốt một nốt này thôi là toe toét ra. Nhớ bảo tí nữa bôi cho con đi nhá. Nghe lời nhá, anh Thắng dặn nào làm đúng nhá, không cho gà vào nhà này. Không cho gà cái thứ vào nữa đâu nhá. Sạch sẽ hết. Nhớ bôi thuốc cho con cho mình nữa. Chiều nấu lá đào, rửa xong ấy, tắm xong thì bắt đầu bôi. Sạch sẽ đi. Sạch sẽ bôi mới có hiệu quả. Lá đào lá riếc ấy này, xong là tắm rửa, tuyệt đối không cho gà vào nhà nữa. Xong là sáng dậy quét nhà đi, nhá. Bát đũa ăn gọn gạt ăn xong lúc nào rửa
để lên chân kia, không để thức ăn bừa bãi ra nữa. Dịch tiếng Mông cho chú. Chỉ bu cái mùa hôm nay nhá, tiền nó thì mà nó mỏi thì mà giờ chờ dần dần nên cho đi để hù nhá. Mai lại vào kiểm tra. Con đủ bé có tôi chuẩn nhá. Giờ che cho che hù, giờ chỉ bu cái cháu che. Con đủ bé tôi giờ giờ. Anh Long, bây giờ anh lấy hộ em giấy đây để ghi gạch đầu dòng, mai em mua các thứ vào để bổ sung lên cái nhà này. Ghi vào một sổ. Mang đây. Ở thế này. Cái này nó nhà trưởng thôn cái thứ sạch kia mà nó không nên nó học tập nó ở. Xong là làm sau này cố gắng là để đưa được cái cối đấy này này. Cối này gà nó vào chén đấy trong này nó khó đuổi gà ra. Lúc nào nếu mà được hỗ trợ mấy cái cách nhạc mà trái thì mới chuyển ra ngoài được. Đâu anh Long anh ghi cho em này. Hai cái nồi. À nồi thôi, nồi kia có không? Thôi cứ cho hai cái nồi, hai cái chậu, nhôm. Đấy, chảo có chưa? Chảo dĩa mua được. Dĩa chảo mua được. Mai mua mỡ lợn cho đội này ăn. Chảo bé để xa không tốn. Mấy cân mỡ lợn vào đấy, ghi vào đấy. Cứ khoảng 5 cân mỡ lợn cho rán ra rồi để đấy, cho ăn nó có chất. Chứ còn mỡ dầu rán thì không ăn thua đâu. Đúng không Linh? Vâng, đúng. Không béo đâu. À, cái gì nữa nhỉ? Khăn mặt. Khăn mặt. 4 cái khăn mặt. Móc. 10 cái móc quần áo, bộ móc quần áo đấy. Còn cái gì nữa Linh nhìn xem nào. Mấy anh em nhìn xem. Cái gì sao vậy? Xô. Cho hai cái xô đỏ. Cái xô đỏ. Để đựng nước đựng nước. Xô 5 lít à? Xô to hơn đấy. Đấy. Xô, mấy cái gì nữa? Thiếu cái gì? Thiếu nhiều lắm nhưng mà thôi chẳng nhớ. Khăn mặt, khăn miếc rồi, đúng rồi. Quần áo thì đội này, xem nào, xem quần áo lít nhít này, cho cái quần áo mới không? Cho, à? Bây giờ đang trị cái ghẻ này thì cứ tạm thời là dùng cái những quần áo phải nhắc vào đây. À. Phải trụng nước sôi nhé. Nấu nước sôi dùng vào đấy, bố cái dần dạp ấy. Đó, cho nó chết. Nếu mà không có nước sôi thì mình giặt khô trong phơi ánh nắng thật. Cứ để cái này chữa khoảng mà bôi thật nhiều thuốc vào xong rồi tắm kết hợp vào nắng xem như thế nào. Đấy. Tại vì lá đào đây rất nhiều nó có cái. Nhớ vào là tối hoặc là khoảng 3 giờ chiều thì bắt đầu đun. Vâng. Đun tắm, đừng có đun tối. Vâng. Bà nói tiếng phổ thông ấy, không đun tối là ốm đấy. Bây giờ ta xuống thêm mà mùa. Khoảng 2 3 giờ chiều. Để đồng chí đua lò mua hào so tắm mà. Ừ. Ừ. Đến thì nhất thì còn cho thông bao thì còn cho đa là đa thì còn cho chua là đa phần thì cho rồi đấy ok chưa rồi rồi bao rồi còn cái gì nữa nhỉ, mình mua cái gì cho họ nữa nhỉ, nồi chảo rồi khăn mặt rồi chứ tiền chắc cứ thế là được được rồi thế nhá. Nếu mà sau mà có kêu gọi vận động được mà có ai người ta giúp xây tường, xây giếc, xây bao, xây bếp ra ngoài giếc thì sẽ ấy thì ở cái thứ nó sẽ sạch sẽ. Còn bây giờ ở như này là tôi trước mắt là phương án tạm thời thôi. Như này là lá đào lá giếc mới cả thuốc là phải chịu khó bôi dặn đi dặn lại vào. Đấy. Không bôi không được, mai lại vào kiểm tra. Ý nông canh mà thằng nuôi con chưa chết, chưa chết thằng mình khoan mà gắp mỗi chút là canh mà một phơi nhá. Nhá. Chắc là bôi xong dễ chịu hơn một tí đấy. Đấy, có gãi nữa đâu, đúng không? Hết gãi luôn, bôi vào nó hết gãi chưa? Bảo chồng bôi đi, vợ bôi đi nhá, dặn đi. Bôi à? Ừ, đấy bôi. Ừ. Bảo con bé đừng ăn nhé. Bảo đừng ăn nhá. Này, nhổ, cấm nhá bảo chị. Chỉ là thang nhá. À. Gì ấy. Cấm cho con nghịch ăn nhá. Cái gì đấy, nên tay tả mà nên mất chuyện nhá. Ừ. Đây, rồi đây. Hứa qua rồi. Phải đi nhá, cần phải cháu nữa. Phải đi nhá. Ừ. Xong là vợ chồng ấy nhá, bôi đấy. Bôi cho nó sạch. Bé con nào nữa. Khổ quá đấy.
Nhớ chưa? Nhớ lời chưa? Nhớ. Ờ, nhớ nhá. Ờ, làm đúng như anh Thắng bảo nhá. Ờ, ăn ở nó phải sạch sẽ vào, đảm bảo cuộc sống vệ sinh vào. Ở như này đấy, sinh bệnh chưa? Ngứa chưa? Ngứa như này là ốm đau là mất tiền. Ốm đau là, đấy chưa? Mấy ông ốm đau toàn đi gọi thầy cúng, mất bao tiền rồi. Xong là ốm đau là còn phải đi ra viện là còn phải ăn cơm, ăn nước, tiền đi lại, phải nhờ vả người ta. Nhớ chưa? Nên mình phải ở trong này nó phải sạch sẽ mới không bị ốm đau. Không ốm đau thì mình mới mạnh khỏe, mới đi cày nương, mới đi làm ngô được. Nhá. Ờ. Ôi mù chê không? Ừ. Ờ rồi. Mai lại quay lại đấy. Ừ. Đây cái này đốt hết đi. Bỏ đi. Vứt xa đi. Này cái chiếu này. Ờ. Không mang vào trong nhà nữa nhá. Cái đấy. Gà tối là đừng. Hôm nay ở nhà ấy kiếm cái cây ngô mà chèn lại hết đi nhá, xung quanh ấy mình nhốt nó vào. Đường nào lên nhỉ? Đi đường nào lên nhỉ? Cứ như mùa sầu ni à? Mà nhớ nhá, cần phải tôi nhá. Mai bảo Mai lại vào nhá, bảo Mai vào nhá, ở Mai ở nhà nhá. Linh. Bảo Mai ở nhà, Mai ở nhà. Kiểm tra tiếp. Độ này phải liên tục kiểm tra. Bảo Mai lại vào đấy, liên tục kiểm tra đấy nhá. Làm đi nhá. Không là không được đâu. Hãy bỏ bên chui nhá. Ừ. Bảo ba. Bà sao? Cháu bảo bà bôi nữa nhá, bảo nhắc cả bà bôi nữa. Ờ, bảo cả bà nội bà ghét lên bôi hết đi. Không lây cho người khác. Kinh khủng. Giỡn hết gai ông. Cảm giác như người ngứa ngứa. Mình cứ vào đấy là mình giận da gà lên, cả giận tóc gáy lên. Đội bọn cháu là thấy nó, nhưng mà nó như kiểu là ấy. Nó nhìn kiểu nhiều lần rồi. Nhưng mà chú thì chú chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng mà chú nhìn thấy chú cứ giận hết người lên. Sợ thật đấy. Đây phải vào tuyên truyền dạy bảo nhiều thì mới ở mới sạch sẽ được. Một hai nhà nó ở sạch thì sau họ thấy thế thì họ mới biết. Đường nào ấy? Hả? Cầm tay à? Nào, nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Còn mỗi cái nịt mệt thật đấy. còn mỗi cái nịt còn mỗi cái nịt kia hôm qua vào biết quét nhà ngày còn chưa thấy cái hiện tượng gì là của cái sạch sẽ cả. Thằng kia biết nghe tiếng phổ thông này, được câu được không nghe như sấm. Đấy, đường về đấy. Ngoại để xe trên kia vác đồ xuống đã sắp chết rồi. Giờ lại đi ngược lên. Giống đá này nó có rêu khô khô quá. Ông mưa vào phát là nó bắt đầu nhũn ra. Trơn. Nghe mình đi nhầm bên kia kìa. Cái đường bà cụ bên kia kìa. Kìa. Chỗ lầu lầu kìa. Lầu lầu à. Rồi, thắng kết thúc cái video của mình rồi đây. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Sợ quá. Sợ quá.
Thằng Linh nó bảo là mình cứ buồn cười, thằng Linh nó nói thôi. Thôi không nhắc lại. Còn xa không nhỉ? Nửa đường nữa. Bỏ khẩu trang ra không tiết thở. Đấy, cảm ơn anh Thắng nhé. Cái này của anh Long. À, của anh Long, của anh Long. Đầu đầu lợn không, đây rồi. Không bắt tay. Không bắt tay nữa. À, cầm về đi, cầm về đi. Ăn ăn ở đây trên này mấy cả anh ấy rồi nhá. Đó là một trên nhá. Một trên đi. Cân đủ chú Thắng hát tôi chùa đấy. Về bôi thuốc cho các con đi nhá, lúc nào nhắc nhở hết đấy. Ngoài bôi thuốc bôi ghét vào nhắc nhở rồi nhá. Cầm thịt về đi. Nấu cho con, mai lại vào nhá. Cân đủ các tôi ấy. Thắng đang ở nhà anh Thò mấy cả anh Long. Đầu lợn thì để đây. Còn cái kia thì cho nhà này.